thôi. Còn ra đó thì hơi dở mà, thử luôn ra đó. Ủa, chiếc chồng luôn, chiếc chồng lẻ đó. Ồ, ở trong lẻ vậy luôn kìa. 3 cây, chỗ này còn 3 cây. Đây cái chậm chậm, hay cha, trời trời trời. Lên. Yeah. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, tiếp tục các bạn cùng xem nha. Hôm nay mình quay cây Kubota DC70. Cây này 70 Việt Nam các bạn. À, 70 Việt Nam là mình dòm cái mặt này các bạn thấy không? Nó không có cái viền đỏ xuống ha. Dòm dễ biết lắm. Và hiện tại đồng ở đây thì gần kinh Năm nha các bạn, gần kinh Cò Tức, nó nằm cặp với kinh cây Quéo ha. Hiện tại đây mình thấy cũng cái đồng này không là nãy mình đếm là được 8 cây á, ở trên đó 2 cây nữa kìa, cây 100 với cây 95 mà dễ quạng hàm to lắm. Còn trước mặt mình đây thì cây 70, miếng này nó ngay cũng hơi dẻo mấy cái đầu dưới này nha các bạn. Wow, hứng dỗi ra có một mình hứng một luôn nè, thấy ghê trời. À, số này muốn chừng nha bạn ơi, hơi dẻo quá. Một pha, một tài chế, một ngày hứng luôn. Hứng dỗi quá. Ai cha, ai cha. Lớp trên nhão luôn à. Thấy mê không? Nó nhão một lớp rồi các bạn ơi. Mà nó không lúng cũng đỡ nha. Cái này mà nó dẻo một cái thì chết rồi. Ủa mà ra đó gì mà hơi dẻo cả. Thử luôn rồi đó không? Để muốn lên luôn. Ồ, cái đó mình dẻo dẻo không đi luôn kìa. Có một người hứng này nha các bạn. Quá giỏi. Ồ, ai về lên đó. Vậy mới lên thấy không. Quá trời dẻo luôn à. Khúc trên đó vậy nó khô khô mà nó hơi dẻo nha các bạn. Ngoài dài dưới đây vậy mà nó nhão nè. Cũng đỡ ha. Còn cây bên đây hình như cây 95 hay gì đó, cái hàm quá trời luôn cái hàm kìa các bạn. Hay là 70 lên hàm không biết nữa, cái hàm này dữ lắm rồi. Ủa kìa. Hết hồn cái hàm chưa? Đến hồi quay cái bề kia qua mình dòm thử rồi nha các bạn. Cái hàm này dữ lắm hàm. Hàm này là hàm 95. Không có ngoài sau giữa. Chứ không phải hàm 100 lẻ, hàm 100 lẻ trong đây nè nha các bạn. Chiếc này mới chiếc 100 lẻ nè. Chiếc này chắc chiếc 95 quá. Quá trời cái hàm. Xa quá nha các bạn. Đó, chiếc chồng nó mới chiếc 100 lẻ đó. Ồ, 100 lẻ vậy luôn kìa. 3 cây, chỗ này không 3 cây.
Rồi. Này 95 chắc. Đâu có một mâm lúa luôn. Cái gì đây? 95. Rõ ràng các bạn ha. 95G. Rồi thấy hàm này nghi lắm mà nói 95 nha các bạn. Một cây bên đây cây 100 nè. Hiện tại ở đây thì 3 cây, cây 70, cây 95, cây 100. Rồi cây 70 đang chạy xuống. Kéo à, nó kéo hai người kéo rồi nha các bạn, nó làm có ba người các bạn ơi, hai người kéo một người hứng, một tài xế giỏi quá luôn. Còn cây 100 bệnh nó hốt kìa trời, cái mời vậy quá xa nha các bạn. Lắm luôn. Đây, trên đây nữa nha các bạn. Trên đây một cây 70 trên đây nữa. Đó. Có 4 cây à. Tuốt đầu trên nó 1 cây nữa, 5 cây, ở dưới đây 2 cây nữa. 7 cây, 8 cây gì đó. Hết thoải mái luôn. Làm bỏ lúa nó kéo cái không kịp luôn các bạn, phải đường xa đó. Rồi đây cây 70 đang chạy xuống rồi. Xa ghê luôn á. Đứng này nó phức. Phức mấy nhánh cây. Dẻo. Khúc này vậy mà nó xình bả nó cũng đỡ các bạn ơi. Cái này mà xình dẻo cây chết luôn. Chạy không nổi luôn. Tới mấy dẻo nha bạn. Ồ. À, xuống đây cái sụm sụm. Hay cha. Trời trời trời. Lên. Yeah. Ồ. Được. Cày cày luôn. Cái đầu dưới này thôi nha bạn. Quá dẻo nè.